Chào tất cả mọi người, hiện tại thì Alophone mình đang về Nokia E72 nha. Loại phím mới thì càng ngày nó càng ít hàng rồi và người ta không sản xuất cái phím mới nữa. Đấy, càng ngày thì càng ít cho mọi người nha. Đây là phím zin cũ. Đây là loại phím mới này, phím mới thì giống hệt như kiểu ngày xưa thôi. Thì xung quanh cái này nó có nút home, nó có cái viền cắt này. Giá là hiện tại mình đang bán là loại 590 nhá. Trên các trang mạng thì mình thấy người ta bán loại 400 mấy ấy, là loại như này này, thì là loại phím zin nó sơn lại. Đó, con này là phím zin sơn lại nhá. Người ta cho pin rẻ vào khoảng tầm pin mười mấy 20 nghìn vào thì người ta bán rất là rẻ. Đây thì có cái phím zin thì nó là phím cũ của nó ngày xưa và sơn lại thôi. Giá con này hiện tại thì nó kể cả là màn hình zin như này, giá rất là rẻ luôn. Con này hiện tại mình đang bán là 490 nghìn nhá, đã bao gồm máy và pin zin. Pin zin thì nó là pin cũ như này luôn. Ở những cái này thì nó cũng là giống hệt thôi, giống hệt cái đồ thay vỏ, giống hệt cái máy thay vỏ như này luôn. Đấy, đều là một mẹ thôi nha, nhưng mà chỉ có mỗi khác nhau mỗi lần phím thôi thì trông nó kém sang hơn. Đó, nó kém sang hơn. Con này phím mới thì nó kẹ đẹp hơn mọi người nha. Đây là phím zin sơn lại này, những cái loại phím zin này sơn lại này. Đó, màu đen thì nó là đen xì xì này, nó không có sang, nhưng bù lại thì nó lại hơi chắc chắn một chút. Đấy, bàn phím zin thì chắc chắn nha. Còn nếu mà bàn phím thay mới thì rất là đẹp, nhưng mà đó, mọi người thấy giá nó sẽ cao hơn. Cái này là 590 nghìn, con này là 490 nghìn nha, đã bao gồm máy, pin zin và sạc rồi. Bảo hành mọi người thời gian là 1 năm hết nhá. Đó, pin zin sạc khoảng tầm 3 ngày. Đã, anh em nào quan tâm đến điện thoại mà có phím zin này thì mình còn một ít nhá. Mình có 3 màu, màu vàng, màu đen và màu xám, 3 màu này nha. Giá của hiện tại mình bán là 490, đã bao gồm máy và pin zin luôn rồi.